người phối ngẫu của mình, coi mình là một con người khác, để cho những ngày đầu họ thiên, những đứa con họ thiên đầu tiên của cái trái đất này là những cái mầm non vừa mới cấy xuống, không có bị mưa, không có bị nắng mà nó héo và nó chết cái mầm. Tại cái mầm này là cây của trời nha, nó mọc khủng khiếp lắm, không có bị những người thân của mình xỉa xói, họ khẩu nghiệp. Mình không độ được người kế bên, không độ được người trong nhà, thì mình làm gì mà mình lãnh sứ mệnh của cha mang họ thiên? Họ thiên khác hơn, họ diệu, họ tịnh, phải có bi chí dũng. Và đồng thời mình không bớt đi cái chuyện đời tham hay là ích kỷ, mình không có cãi đôi chối với những cái mà người ta không hiểu. Thằng Kiệt nó quan tưởng bà rảnh quá, bà ở nhà không nấu cơm cho tôi. Chửi sư phụ cỡ nào cũng được, đừng bao giờ chửi cha mẹ sư phụ. Thôi sư phụ chấp nhận, tại vì sư phụ mang xác phàm giống như con, có quyền chửi. Nhưng cha mẹ sư phụ không phải là người phàm, đừng có đụng tới, mà mất cái phước là không bao giờ được về trời. Phải có bản lĩnh. Mình làm người vợ, đáng là người vợ, mình phải làm siêu hơn mấy con đứng đường nữa. Còn mình về nhà, mình phải làm siêu hơn các bà nấu ăn cái nhà hàng nữa. Tức là cái gì mình cũng giỏi hết. Mình làm người mẹ phải hy sinh mọi thứ. Chồng đi tắm, đem cái khăn vô cho chồng, mình phải làm hết mình. Mà thằng chồng tiếp tục chửi cha chửi mẹ Kiệt, thì lúc đó đó, cái thần hồn của con đã chọn về trời, nó chọn xuống địa ngục thì chuyện của nó. Lúc đó có chia tay, các con sống rất là vui vẻ, các chư vị sẽ gia hộ, thiện thần sẽ gia hộ, vì con đã trả xong cái nghiệp của thế gian rồi. Rồi đó, đó là cái câu thưa trả lời vậy. Bi chí dũng đốt đuốc mà đi. Nhưng mà mình phải thay đổi khác nha. Mình không phải cà gù, mình không phải chạy về nhà xin tiền con mình. Giống như bác này vô chùa mỗi tháng ba cần 500 để đóng cho thầy xây cái chánh điện, tên của ba nằm trên đó rồi ba phải đóng, con cho tiền ba. Cứ như vậy hoài, tạo nghiệp á, tạo nghiệp cho con mình, tại vì nó ghét ba mình. Rồi mình á thì cứ nghĩ mình làm đúng, mình lại đi giúp giáo cho giặc, làm cả cha lẫn con là thầy đi dưới cầu hết. Đời này là vậy đó, cộng nghiệp á. Một cái đồng tiền nó cũng giống như ông vua Võ Đế xây 72 cái tường thành mà chết, mà không có biết mình làm đúng hay sai. Còn cái bà mà làm giọt dầu cho giọt dầu cho Phật, tại sao kiểu phải nói cái chuyện này hoài? Tới nhiều người ngoài kia không có hiểu, mà lại có phước thành Phật. Phật tính từ cái tâm, Phật không có nói vô chùa tu theo phe, theo nhóm mà đông, rồi vô đó rồi ăn uống náo nhiệt, cũng giống như buổi đi ăn ăn dỗ vậy đó, rồi đi về nhà. Mình không phải chuyện đó. Mình không có cần phải mặc áo tràng trịnh trọng, khúm núm, ép tinh thần mấy tiếng rồi đi ra cái bỏ cái áo ra là thôi, làm hú tùm lum ngát nhau con. Rồi hỏi tiếp, hỏi tiên khác á. Cầm cái máy con nói sao. Trong khi con đọc kinh sáng điều hộ á, khi con đang tập trở đi con đọc, con thấy như con này đang nói về cái ngày tại không thì phải không hết sự vụ. Khi cá ngao chở ngang dùng dãy, thiên địa này phải chịu rẫy làm đôi. Không biết cá ngao là cái gì không? Nếu mà không có mẹ, không có cha, không có sư phụ, không có chư Phật, nó ngao là sao chổi á. Con biết bao nhiêu nhà thiên nhân địa lý á,
gần đây nó nói có những cái hành tinh mà sắp tấn công trái đất mình đó. Con có biết khi cái sao Chổi mà khi nó bay á, rồi nó có chùm sao, con thấy giống cá gì vậy? Cá heo đúng không? Cái đầu tròn tròn á, nó thấy sao Chổi đi cái túa túa đó, đàn cá vậy đó. Thì mấy vị nói cái đó là khi cá ngao chở ngang dùng dãy, thiên địa này phải chiều gãy làm đôi, đất trời á, là chia ra. Nhưng mà cái đó thì đã thấp rồi, không còn nữa. Thì kinh này hàng nghìn mấy năm rồi, từ thời Quang Tự ở bên Tàu. Hôm nay bờ trên thương mình rồi xoay chuyển cho sàng lọc, cho phụ xuống đây nói những lời thật từ cõi trời mang về trái đất. Không có sách vở nào nói. Sư phụ là người duy nhất của quả địa cầu này có cái sự liên hệ và được dạy dỗ bề trên, rồi mới dùng cái âm thanh này nói ra để cho mò cha với mẹ cứu vớt được những đứa con lưu lạc với hồng trần. Mình đã lầm lỗi, mình mới bị đọa xuống đây đúng không? Mình lưu lạc bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, mình không biết đường về, mình không biết cõi trời là gì đúng không? Rồi cộng xuống ma quỷ ngày xưa nó ngồi, lúc mà Phật thành đạo nó hù ổng nữa. Ê cụ Đàm, sau này thời mạt pháp, con quay cái đó ngàn, thời mạt pháp ta cho con cháu của ta cạo tóc mặc áo vàng xuống phá nhà ngươi, đọc kinh của nhà ngươi luôn. Con thấy mấy ông thầy thời nay á mặc đẹp trai không à, đúng không? Mà đọc kinh giọng rất là ấm dễ ợt. Lượng nào giọng ấm đẹp trai rồi vô huấn luyện thời gian, đội nón cối bưng cái áo vàng đi cái là lên đường, lên máy bay đi qua Mỹ, bước xuống phi trường Thăng Văn LA cái là tôi qua Mỹ, tôi mở chùa, tôi không có 600.000 đô tôi mang về Việt Nam, tôi không có về. Thì thời mà pháp là vậy, thời tận thế cái trái đất của mình á đúng ra là bị vũ sổ tận thế, nhưng mà mình không có bị, mình bị thanh lọc thôi. Thì rất là may phước mình có hữu duyên, mình survive được, sống được qua năm 19 dịch Vũ Hán cho tới thời nay. Rồi mình chứng kiến bao nhiêu chuyện lạ thường ly kỳ xảy ra mà con người unexpected, là không ngờ, bất ngờ. Rồi tự nhiên có Thiên Tướng Kiệt, một người về super điện tử thành ra super quan tưởng, super dị đoan, vua dị đoan, rồi học có lớp 4 tức là ngốc không biết chữ, rồi xuất hiện cho nên bị mấy chục ngàn dư luận viên nó chửi cho bụng, thằng đó thằng ngốc, chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cạo chọc thầy chùa để đâu. Ủa mà bắt trọng là lu lót mà còn bị chửi là lú. Sư phụ không có học tiếng Việt, lớn lên ở Mỹ thì chửi ngốc là đúng rồi. Hả? Ngốc? Sư phụ giống ngốc không? Ai là bật quá trời ngốc luôn. Tại nó chửi trên mạng, sư phụ nói thằng đó là ngốc. Mày chửi tao ngốc đi. Ngốc này ngốc không, ngốc trời ngốc Phật, ngốc không biết xài tiền hả? À, sư phụ không biết xài tiền nghe, có nhiều tiền là mua đất thì mua tượng không à, đất tượng, tượng đất, đất tượng. Nhưng mà có mấy đệ tử nói ra Vietnamese thao, trời ơi, chỗ Vietnamese thao nó bán 675 đồng một square feet, mà mình mua vô mình phải bỏ ra 30% để mình lót gạch với xây dựng theo phòng cái ý mình đúng không? Mỗi tháng mày đóng tiền SOE đó là cả ngàn mấy á, mà mua đó đặt tượng cha mẹ ngoại. Nhiều người nghĩ ủa sao ta mua cái này ta làm giàu, ta bán cái tiệm nước hơn tháng 300-400 nghìn đô, ông mua 3 unit mà ông chỉ đặt tượng cha mẹ ông đắng vậy. Hả? Nhưng mà trong đó có mấy triệu phú sau này lên nó lại Phật thì tao lấy vốn là được, chỉ cần thằng thôi ông Tư Lập chủ Rensimore hay là Đỗ Văn Chọn mà lên lại Phật cái là tao lấy vốn mà. Mấy thằng ác ôn dùng này nó không có biết Phật trời là gì, mà lên lại cái là tôi lấy vốn lại. Hay là bác Nguyễn Văn Lộc hay là ông Việt TV là ông Nguyễn Xuân Nam á, mà lên lại Phật cái là phụ lấy vốn á.
chế độ mấy thằng chùm sọ ở đây, mấy thằng đầu sọ ở đây.